Giờ này không ít khán giả vẫn nghĩ rằng các diễn viên không đóng cảnh dừng chiếu là vì họ chưa đủ sẵn sàng hay họ không thích cởi trước mặt mọi người. Thế nhưng, với trường hợp của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Park Bo Jung thì nguyên nhân không phải như vậy. Nàng Do Bong Soon từng nhiều lần được hỏi về vấn đề này khi tham gia các chương trình truyền hình hay các bài phỏng vấn. Lý do thực sự mà cô tiết lộ khiến ai cũng phải bất ngờ. Inside đưa tin, khi tham gia chương trình Section TV của đài MBC, nữ diễn viên Park Bo Jung tiết lộ lý do mình chưa từng nhận các vai yêu cầu cởi đồ. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ về mục tiêu trong tương lai. Nói về xu hướng lựa chọn vai diễn trong thời gian tới, Park Bo Jung cho biết cô muốn tiếp cận các mẫu nhân vật ở nhiều thể loại đa dạng. Tôi muốn thử đóng phim hành động, tình cảm hài và cả các dự án truyền hình thời thượng nữa. Cô chia sẻ, khi câu chuyện chuyển hướng và nữ diễn viên được hỏi nếu một dự án có kịch bản chất lượng nhưng buộc diễn viên phải quay cảnh khỏa thân, Park Bo Jung có sẵn sàng nhận vai hay không? Cô trả lời, có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm trong tương lai. Nhưng hiện tại, tôi không tự tin khi quay cảnh khỏa thân. Sau khi ngừng lời trong phút chốc để nhìn lại cơ thể, Park Bo Jung bày tỏ cô không nghĩ sẽ có ai muốn nhìn cơ thể trần như nhộng của mình. Tuy là lòng người ai cũng có thể thay đổi, nhưng mà các fan của tôi cũng không ai tò mò về cơ thể của tôi cả, nữ diễn viên nói. Trước đó trong một bài phỏng vấn với tờ Oisin, Park Bo Jung cũng chia sẻ về lý do không đóng cảnh khỏa thân của mình. Cô muốn thử nhiều kiểu vai khác nhau, tôi không có ý định đóng cảnh nóng, tôi có một danh sách các vai muốn đóng. Nhưng vai có cảnh nóng thì không có trong số đó. Dù tôi có nghĩ về nó như thế nào, tôi cũng không nghĩ là mọi người sẽ xem cảnh nóng của mình. Trừ khi có kiếp sau, chứ hiện tại thì việc đóng cảnh nóng đối với tôi là khá khó khăn. Park Bo Jung đã có 15 năm hoạt động với tư cách diễn viên. Cô nổi tiếng với vẻ trẻ trung và trong sáng trên màn ảnh. Ngoại hình nữ diễn viên không thay đổi nhiều trong những năm tháng qua, bất chấp việc cô đã bước sang tuổi 31. Năm 2021, Park Bo Jung trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm lấy đề tài thảm họa tự nhiên Concrete Utopia, đóng cùng hai tài tử Lee Byung-hun và Park Seo-joon. Ở lĩnh vực truyền hình, cô góp mặt trong bộ phim Doom Us Your Survive, đóng cùng Seo In-guk. Park Bo Jung là diễn viên tài năng và không scandal của showbiz Hàn. Cô sinh năm 1990, là con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái. Năm 15 tuổi, cô nữ sinh cấp 3 lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim ngắn Awkward. Một năm sau đó, người đẹp liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án ăn khách. Sau một số vai diễn nhỏ, Park Bo Jung khuấy đảo mọi phòng vé Hàn Quốc nhờ ông ngoại tuổi 30, Scandal Maker. Tác phẩm ăn khách nhất năm 2008 với 8,3 triệu lượt xem. Đặc biệt, cô cũng góp giọng trong bản nhạc nền Era of Freedom. Tác phẩm đem đến cho nữ diễn viên nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh khi mới 18 tuổi. Truyền thông Hàn sau đó gọi cô là em gái quốc dân và biểu tượng đáng yêu xứ Hàn nhờ lối diễn tự nhiên và khuôn mặt bầu bĩnh. Diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, người đẹp tiết lộ cô sợ đóng phim kinh dị. Năm 2015, sau 7 năm tập trung mảng điện ảnh, người đẹp lần đầu đóng vai chính trong series truyền hình Ma Nữ Đáng Yêu. Nhờ tác phẩm này, cô được truyền thông mệnh danh là Ma Nữ Đáng Yêu nhất Hàn Quốc và cũng là diễn viên nhận các C cao nhất trong tất cả phim mà đài TVN từng sản xuất tính tới năm 2015. 30 triệu won trong một tập phim, gần 600 triệu đồng. Đầu năm 2017, nữ diễn viên xuất hiện ấn tượng với vai Do Bong Soon trong phim hài tình cảm Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon. Nhân vật mà Park Bo Jung thủ vai là người có sức mạnh phi thường, nghĩa khí và có mối tình dễ thương với chàng giám đốc của một công ty game. Đây cũng là bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất của đài truyền hình cáp GTBC, có tập rating lên đến gần 10%. Sau 15 thành công với nhiều dự án khác nhau, Park Bo Jung chưa bao giờ cho rằng mình giỏi và tự nhận gặp kịch bản hay, được diễn xuất bên cạnh dàn diễn viên giỏi. Nhờ sự khiêm tốn, đời tư sạch và lối sống tích cực, người đẹp 31 tuổi nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả châu Á.